Thân chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chuyên đề tiếp theo của môn Địa lý. Ở trong chuyên đề này, chúng ta cùng tìm hiểu về hai vùng của nước ta được mệnh danh đó là khúc ruột miền Trung, đó là Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Ngoài ra, trong bài hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về địa lý các khu vực của quốc gia trong chương trình Địa lý lớp 11. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Địa lý vùng kinh tế và Địa lý khai quát lớp 11. Địa lý vùng kinh tế phần thứ 3 bao gồm bài số 35, bài 36 và chương trình địa lý lớp 11 bao gồm 3 phần đó là Bắc Trung Bộ, Xuyên Hải Nam Trung Bộ và Khái Quát à, địa lý lớp 11. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu vùng đầu tiên, Bắc Trung Bộ. Khái quát chung Bắc Trung Bộ diện tích là 51,5 nghìn km vuông chiếm khoảng 15,6% diện tích của cả nước. Vùng này có đặc trưng đó là kéo dài và hẹp ngang cho nên được mệnh danh đó là khúc ruột miền Trung về số dân là 10,6 triệu và chiếm khoảng 12,7% dân số cả nước, bao gồm 6 tỉnh thành. Chúng ta đọc đơn giản thế này, đó là Thanh, Nghệ Tỉnh, Bình, Trì, Thiên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trì, Thừa Thiên Huế. Như vậy chúng ta có 6 tỉnh thành. Về điều kiện tự nhiên thì ở vùng này thì vị trí địa lý là kéo dài từ khoảng 16 vị độ Bắc tới 20 vị độ Bắc. Về tiếp giáp thì phía Bắc thì giáp với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Ở phía Nam thì giáp với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Còn ở phía Tây thì giáp với nước bản Lào, ở phía Đông thì giáp với vùng biển Đông rồng lớn. Ở đây có khí hậu là vùng Thanh Hóa và Nghệ An là chiều tác đồng mạnh của gió mùa Đông Bắc. Mùa Hà thì có gió Tây Nam khô nóng và ở đây có thiên tai là bão lụ lụt. lụt về địa hình về địa hình thì các em lưu ý rằng là từ tây qua đông lần lượt là các các địa hình là đồi núi gò đồi đồng bằng bờ biển chủ yếu ở đây là các cái đồng bằng nhỏ và hẹp chỉ có cái đồng bằng tương đối lớn đó là đồng bằng thanh nghệ tỉnh như vậy địa hình ở đây chúng ta theo lát cắt từ tây sang đông là núi gò đồi đồng bằng bờ biển về sông thì có hệ thống sông Mã, sông Cả là có tiềm năng về thủy lợi, thủy điền và giao thông rất là lớn. Rừng ở đây có diện tích khá là lớn với nhiều gỗ quý, thú quý. Về khoáng sản ở vùng này thì tương đối là giàu có, bao gồm là khoáng sản về sắt, thiếc, chrome, đá vôi, các loại đá quý. Về tài nguyên du lịch thì ở đây có nhiều bãi tắm đẹp như là cửa lò, thiên cầm, lăng cô và có di sản thế giới nổi bật đó là phong nha kẻ bàng. Cố đô Huế đó là di sản văn hóa thế giới, có nhà nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa thế giới. Như vậy, vùng này có tài nguyên du lịch rất là phát triển. Minh Đức, Bảo Châu, xin, xin chào, chào tất cả các, các bạn. Các bạn. Châu sắp bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Do đó, hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến các bạn những phụ kiện mà tụi mình chọn để đem vào phòng thi nhé. Với các môn như văn, sử, địa, Châu sẽ chọn bút TL036 hay TL025 Bút của Thiên Long mực thường ra rất đều và liên tục khi viết rất là thoải mái, không hề cảm thấy bị mỏi tay Còn nếu bạn nào thích nét bút nhỏ, chọn bút TL079 TL027 hay TL095 Đặc biệt là cây TL027 rất thân quen với học sinh tụi mình đó Thì các môn toán lý hóa thì Đức cần những phụ kiện xịn sau đây Thức SO028 hay thức SO02 với chất liệu bằng nhựa trong suốt Vạch kẻ nhỏ giúp dễ dàng kẻ đường thẳng Xác định góc đo và cung tròn một cách nhanh chóng Tiếp theo là con 3 TBC012 có thân bằng nhựa, nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng vẽ những đường cong hình học khác nhau và dễ dàng thay bút chì khi đang sử dụng. Đặc biệt, Đức khuyên các bạn nên sử dụng máy tính Flexio FX590VN Ngoài 453 tính năng cơ bản, còn có thêm hai tính năng phép chia, lấy số dư và thông báo sắp hết pin Quan trọng hơn là máy tính này được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép mang vào công ty Để làm bài thi trắc nghiệm vừa nhanh vừa rõ ràng, Châu sẽ chọn bộ sản phẩm Kit 01 bộ sản phẩm bao gồm hai bút chì bấm có chút mini trên thân bút, một ống min chì 2 b, tô nhanh khó gãy và một gom tẩy ít bụi siêu sạch. tụi mình chọn thiên long bởi vì sản phẩm vừa đẹp vừa bền lại hợp với túi tiền nữa chứ. vậy là các bạn đã có bí kíp để tự tin bước vào phòng thi rồi, hãy ôn tập và làm bài thi thật tốt nhé. chúc, chúc các, các bạn, bạn thành công. công. Chúng ta cùng đến với điều kiện kinh tế xã hội là vùng này có mức sống dân cư còn thấp và vùng này chịu nặng nề của hậu quả chiến tranh. Cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn nên hạn chế đầu tư nước ngoài. Vùng này đang được tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ. Chúng ta cùng đến với đặc điểm thứ hai đó là hình thành cơ cấu nông, lâm và ngư. À, như lúc này chúng ta tìm hiểu đó là đặc điểm về địa hình theo hướng từ Tây sang Đông thì chúng ta sẽ có địa hình, địa hình đồi núi, gò đồi, rồi các đồng bằng, các vùng ven biển cho nên vùng này đã có một cái hình thành cơ cấu nông lâm ngư theo hướng từ tây sang đông và chúng ta cùng lưu ý đó là vùng núi ở phía tây vùng Trường Sơn núi thì gắn liền với rừng thì vùng này phát triển về rừng và nghề lâm nghiệp và vùng đồi chuyển tiếp thì các vùng đồi này thì thuận lợi cho việc phát triển về chăn nuôi gia súc lớn phát triển các loại cây ăn quả và đặc biệt đó là cây công nghiệp lâu năm còn ở vùng đồng bằng ven biển thì thuận lợi cho việc phát triển về ngành nông nghiệp và cụ thể đó là các loài cây trồng như là cây lúa, các loài cây hoa màu và đặc biệt là cây công nghiệp hàng năm như là mía, lạc, đầu tương. Có hoạt động về chăn nuôi, về lờn, chăn nuôi, về gia cầm phát triển. Còn ở vùng biển thì rồng lớn cho nên phát triển về hoạt động kinh tế biển. Trong đó có hoạt động về khai thác thủy hải sản, rồi khai thác khoáng sản, hoạt động về du lịch biển, hoạt động về giao thông vận tải. Thì đó chính là hình thành cơ cấu nông lâm ngư phát triển theo hướng từ Tây sang Đông. Cụ thể thì khai thác thế mạnh về lâm nghiệp thì rừng là chiếm 20% diện tích rừng cả nước 2,46 triệu hecta chỉ sau Tây Nguyên. Và rừng ở đây thì giàu về gỗ quý như là lim, xến, táo, lát hoa, các loài chim thú quý. Ở đây rừng thì bây giờ chủ yếu giàu có là ở cái vùng biên giới Việt Lào. Có ba loại rừng nổi bật đó là rừng phòng hồ, rừng sản xuất và rừng đặc dụng. À, việc bảo vệ rừng và trồng rừng giúp cho việc bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã, giữ gìn cái nguồn gen động vật thực vật quý hiếm, còn có cái tác động rất là lớn đối với điều hòa nguồn nước, hạn chế tình trạng đó là lũ lụt, lụt, rồi tránh gió, tránh bão, ngăn cát lấn ruộng đồng. Thì đó là những vai trò to lớn của lâm nghiệp. Về vùng đồi trước núi thì chúng ta lưu ý rằng là vùng đồi trước núi về sản xuất nông nghiệp thì bao gồm có nuôi gia súc là đàn trâu là một phần tư cả nước, đàn bò là một phần 5 cả nước. Trồng cây công nghiệp lâu năm, nhất là trên đất Ba Gian ở tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Trì, tỉnh Quảng Bình, nổi bật với một số cây như là cây chè cũng có, cây cà phê, cây cao su. Ở vùng đồng bằng thì đất cát pha thuận lợi cho trồng cây hàng năm như là cây mía, lạc, thuốc lá. À, ít thuận lợi cho trồng lúa. Tuy nhiên, à, vùng này vẫn hình thành các cái vùng chuyên về trồng lúa ở các vùng đồng bằng, rồi trồng về cây công nghiệp. Năng suất là tuy tăng lên nhưng mà bình quân lương thực vẫn còn thấp so với các vùng trong cả nước và đạt 348 kg trên người. Về hoạt động ngư nghiệp thì tất cả các tỉnh đều có khả năng phát triển về ngư nghiệp, trong đó tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa là hai tỉnh nổi bật nhất. À, tàu thuyền thì có công suất nhỏ nên đánh bắt ở ven bờ là chính. Thủy sản thì đang có dấu hiệu suy giảm dần. À, ngày nay thì đang phát triển về nuôi trồng thủy sản nước lờ, nước mặn ở các cái vùng ven biển, đặc biệt đó là chính các cái vùng đó là đầm rồi phá. Rồi à, chúng ta cùng đến với đặc điểm thứ ba đó là hình thành cơ cấu công nghiệp phát triển cơ sở hạ à tầng giao thông vận tải. Đầu tiên chúng ta phải phát triển về công nghiệp trọng điểm, các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa. Về thuận lợi thì vùng này giàu có về khoáng sản rồi nguyên liệu về nông lâm thủy sản phong phú rồi lao động thì đông giá rẻ à, tuy nhiên khó khăn ở đây là trình độ về khoa học kỹ thuật và nguồn vốn còn nhiều hạn chế về tình hình phát triển thì có một số nhà máy xi măng lớn như là bỉm sơn nghi sơn rồi điện là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển công nghiệp của vùng này à, ngoài cái lưới điện quốc gia thì ở vùng này đang xây dựng một số nhà máy thủy điện như là nhà máy thủy điện bản vẽ cửa đạt rào quán vân vân À, các cái trung tâm công nghiệp lớn ở đây thì bao gồm Thanh Hóa, Vinh và Huế. Chúng ta cùng đến với xây dựng cơ sở hạ à tầng, đặc biệt là giao thông vận tải thì có quốc lộ 1, đường sắt thống nhất và tuyến đường ngang như là 7, 8 và 9 đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối phát triển kinh tế. À, đường Hồ Chí Minh thì thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các vùng phía Tây, rồi giúp phân bố lại dân cư, hình thành các đô thị mới. Rồi các cửa khẩu thì giúp trao thương buôn bán trao đổi với nước bạn thì có cửa khẩu Lao Bảo là cửa khẩu quốc tế lớn ở nơi đây, đây. Rồi ở vùng này thì xây dựng các cái cảng nước sâu như là cảng Nghi Sơn, cảng Vùng Áng, cảng Chân Mây để tăng cường cái giao lưu buôn bán, trao đổi trong và ngoài nước thông qua cái hệ thống cảng biển. Nâng cấp các cái sân bay như là sân bay Phú Bài, Huế, sân bay Vinh, Nghệ An, sân bay Đồng Hới, Quảng Bình. À, và bây giờ chúng ta cùng đến với vùng tiếp theo, một vùng cùng mình tranh là khúc ruột miền Trung nữa, đó chính là Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy thì Duyên Hải Nam Trung Bộ có những nét nổi bật gì trong phát triển kinh tế, có sự khác biệt gì so với Bắc Trung Bộ hay không? Thì chúng ta cùng xét. Về khai quát chung thì diện tích là 44,4 nghìn km vuông. Dân số là 8,9 triệu người năm 2006. Ở đây bao gồm 8 tỉnh thành phố. À, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, à, Bình Đình, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuần, Bình Thuần. Như vậy chúng ta đọc theo à, Atlas địa lý từ Bắc xuống Nam chúng ta sẽ có là 8 tỉnh thành về điều kiện tự nhiên thì ở đây là tiếp giáp là Bắc là giáp với Bắc Trung Bộ phía Nam thì giáp với vùng biển Đông phía Tây thì giáp Lào Tây Nguyên rồi một phần vùng Đông Nam Bộ à, phía Đông thì giáp với vùng biển Đông rộng lớn à, có hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng và Trường Sa của Khánh Hòa về địa hình thì địa hình ở đây thì có vùng phía tây là các vùng gò đồi thì thuần lợi cho việc là chăn nuôi gia súc trong đó con bò và con dê là được nổi bật rồi đồng bằng thì nhỏ hẹp đất xấu thì chỉ có đồng bằng tuy hòa phú yên là màu mỡ hơn ở đây có nhiều vùng vịnh và bãi tắm đẹp à, cho nên ở đây có cái đặc điểm ảnh hưởng đó là nền nông nghiệp thì còn hạn chế nhưng mà là có tiềm năng lớn về hoạt động du lịch và hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản về khí hậu thì mùa hà thì có gió phơn Tây Nam, thu đông thì mưa nhiều, nhất là các cái vùng phía Bắc. nhưng dần về phía Nam thì ít mưa, mùa khô kéo dài và đặc biệt ở cực Nam Trung Bộ thì tình trạng hàn hán diễn ra rất là gay gắt, ninh thuần và bình thuần. Về sông ngòi thì mùa mưa thì gây lũ, mùa khô thì nước rất là càn. thủy lời là một vấn đề rất là quan trọng và cần phải phát triển thêm hệ thống về thủy điền, thủy lời để cung cấp nước tưới cho vùng. Rừng ở đây thì có diện tích là 1,8 triệu hecta, nhiều gỗ quý, chim và thú quý và chủ yếu ở đây là rừng là gỗ. À, về khoáng sản là không có nhiều, chủ yếu là các cát thủy tinh, rồi là vàng ở khu vực Bồng Miêu, dầu khí ở cực Nam Trung Bộ và một cái nghề nữa đó là khai thác muối ở vùng ven biển Nam Trung Bộ. Về các điều kiện về kinh tế xã hội thì vùng này chịu ảnh hưởng nhiều của chiến tranh. Hậu quả chiến tranh để lại ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Ở đây có các dân tộc ít người, trong đó có người Chăm và các cái nhóm dân tộc của Tây Nguyên. Ở đây có một số cái đô thị lớn như là Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. À, các di sản văn hóa thế giới như là Phố Cổ Hội An, rồi Di tích Mỹ Sơn à, là những cái điểm à, rất là phát triển về du lịch và thu hút du lịch trong cả nước và ngoài nước. Về nghề cá thì vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ thì là vùng biển lắm cá, nhiều tôm, nhiều loài cá quý như là cá thu, cá ngừ, các loài tôm, mực, nhất là cực Nam Trung Bộ, vùng Hoàng Sa và Trường Sa. sản lượng như vậy là năm 2005 là đạt khoảng 600.000 tấn, riêng cá biển là 420.000 tấn. bờ biển thì có nhiều vùng vịnh đẹp cho nên hoạt động về nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa được phát triển À, ngoài ra thì vùng bờ biển mà đẹp thì cũng có thể là phát triển về du lịch thì trong phần du lịch chúng ta sẽ nói thêm. Về chế biến hải sản thì cũng phát triển, ở đây có nước mắm phan thiết là ngon và nổi tiếng của cả nước. À, trong tương lai thì thủy sản sẽ đóng vai trò quan trọng, à, tuy nhiên cần phải khai thác hợp lý và bảo vệ môi trường. Về du lịch biển, ở đây có nhiều cái vùng vịnh có nhiều bãi tắm đẹp như là Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Cả Ná, Phan Thiết, vân vân À, Nha Trang và Đà Nẵng là hai trung tâm du lịch lớn của vùng. À, ở vùng này thì đang phát triển về du lịch biển đảo và hoạt động nghỉ dưỡng, hoạt động thể thao. Về hoạt động giao thông vận tải, ta gọi là dịch vụ hàng hải, thì ở đây có nhiều cái địa điểm thuận lợi xây dựng cảng nước sâu như là cảng Dung Quất, cảng Vân Phong. Trong đó thì à, có các cảng lớn như là cảng Đà Nẵng, cảng Quy Nhơn, cảng Nha Trang. Vịnh Vân Phong sẽ là cái cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất của nước ta ở khu vực miền Trung. À, chúng ta cùng đến với hoạt động khai thác khoáng sản ở Thềm lục địa và sản xuất muối. Thì sản xuất muối nổi tiếng đó là ở Cà Ná và Sa Huỳnh. Rồi Thềm lục địa cực Nam Trung Bộ thì có dầu khí. Rồi vùng này thì đã khai thác à, mỏ dầu ở phía đông đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Thì đó là một số đặc điểm về khai thác khoáng sản và sản xuất muối ở nơi đây. À, về đặc điểm tiếp theo đó là phát triển về công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Về công nghiệp thì trung tâm công nghiệp lớn nhất ở đây là Đà Nẵng. Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết với các ngành chủ yếu là cơ khí, tiêu dùng, chế biến về nông lâm thủy sản. Rồi, ở vùng này thì thu hút mạnh cái đầu tư nước ngoài nên công nghiệp của vùng đang bước phát triển mạnh. Ở vùng này thì có hạn chế về năng lượng và đang sử dụng cái đường dây 500 kV và vùng à, duyên hải Nam Trung Bộ đang tập trung xây dựng một số cái nhà máy thủy điện như là sông Hinh, rồi Vĩnh Sơn, Hàm Thuận Đa Mi, vân vân. Trong tương lai thì sẽ xây dựng cái nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của cả nước để góp phần vào trong việc à, cung cấp cái nguồn điện trong việc phát triển công nghiệp cơ sở hạ tầng cho nơi đây. ở à, vùng này là hình thành vùng kinh tế trọng điểm với các cái khu kinh tế mới như là Chu Lai, khu kinh tế Dung Quất, khu kinh tế Nhân Hồi. Về cơ sở hạ tầng thì à, ở đây thì giao thông vận tải là đặc biệt được quan tâm và sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng phát triển kinh tế, phân công lại lao động. À, nâng cấp quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam giao lưu với các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có hệ thống sân bay lớn như là sân bay quốc tế Đà Nẵng, rồi sân bay Chu Lai, sân bay Quy Nhơn, Cam Ranh, Tuy Hòa. À, các tuyến đường ngang như là 19, 24, 25, 26 là kết nối với Tây Nguyên với các cảng nước sâu à, cùng tăng cái mối quan hệ với Tây Nguyên, các tỉnh ở vùng Nam Lào và Đông Bắc của Thái Lan. À, đó là một số đặc điểm về phát triển kinh tế xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thì bây giờ chúng ta cùng đến với một số bài tập rèn luyện của hai vùng này. Cái khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ, à đó chính là có nhiều bão. Bão là một thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến vùng này. Và Bắc Trung Bộ là vùng chịu nhiều, nhiều bão nhất của cả nước. Đáp án B. Câu 2. Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để phát triển khai thác thủy sản ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. À đó là có các ngư trường trọng điểm Đáp án C. Câu 3. Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ. Trong lâm nghiệp thì phải khai thác hợp lý đi đôi với việc bảo vệ rừng. Đáp án A. Câu 4. Ý nào sau đây không đúng với điều kiện phát triển công nghiệp của Bắc Trung Bộ? À đó chính là đáp án B. Đó là hạn chế về nguồn nguyên liệu nông lâm thủy sản. À vùng Bắc Trung Bộ có cái nguồn nguyên liệu về nông lâm thủy sản tương đối phát triển. Cho nên cái đáp án không đúng ở đây đó là đáp án B. Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng với sự phát triển công nghiệp của Duyên Hải Nam Trung Bộ? À đó chính là đáp án C. Hình thành các cái chuỗi trung tâm công nghiệp ở ven biển. Câu 6. Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu nào sau đây? Rừng ở ven biển thì có vai trò là chắn gió, chắn bão, ngăn không cho cắt bay, cắt chảy, lấn chiếm ruộng đồng. Đáp án D. Câu 7 phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của Duyên Hải Nam Trung Bộ? À đó chính là tài nguyên thiên nhiên, năng lượng ở đây rất đa dạng và dồi dào. Như vậy cái này là không có đúng. Đã bạn A. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắc khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành Sức khỏe, Kinh tế, Xã hội nhân văn, Nghệ thuật mỹ thuật và Kỹ thuật công nghệ Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế Và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế Qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS Star Anh Quốc Và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia Năm 2020 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, xét điểm học bạ Trung học phổ thông đạt một trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039. Chúng ta cùng tìm hiểu một số đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia và khu vực trong chương trình địa lý lớp 11 Và trong phần đầu tiên thầy sẽ giới thiệu cho các em Đó là Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ Về vị trí và lãnh thổ thì Vị trí thì nằm ở Tây Bán Cầu Nằm ở giữa hai đại dương Đài Tây Dương và Thái Bình Dương à, Hoa Kỳ tiếp giáp với Canada Và khu vực Mỹ Latin Lãnh thổ thì à, Ở phần trung tâm Bắc Mỹ thì khối cân đối Và về lãnh thổ thì bao gồm Ba cái bộ phận chính Bao gồm là phần rồng lớn trung tâm Bắc Mỹ bán đảo Alaska và quần đảo Hawaii. Về điều kiện tự nhiên thì lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mỹ phân hóa thành 3 bộ phận phía Tây, Trung tâm và phía Đông. Về dân cư thì dân số Hoa Kỳ đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Dân số ở đây tăng nhanh, thành phần dân cư rất là đa dạng, phân bố dân cư thì không đều và chủ yếu tập trung ở các đô thị, các thành phố lớn. Về kinh tế Hoa Kỳ thì quy mô nền kinh tế thì chúng ta lưu ý rằng là Hoa Kỳ thành lập năm 1776 nhưng đến năm 1890 thì vị trí đứng đầu thế giới là thuộc về Hoa Kỳ. À, GDP chiếm 1 phần tư của thế giới vượt cao hơn cả châu Á và châu Phi. GDP bình quân theo đầu người rất là cao, à, trên 39.000 USD trên người, đó là số liệu năm 2004. Hoa Kỳ có quy mô nền kinh tế đứng đầu thế giới. Về các ngành thì dịch vụ thì ngoại thương thì chiếm tỷ trọng là khá là lớn hệ thống các loại đường phương tiện vận tải hiện đại hàng đầu thế giới à, ngành ngân hàng rồi tài chính hoạt động khắp thế giới hoạt động về thông tin liên lạc hiện đại du lịch cũng phát triển mạnh mẽ về công nghiệp thì công nghiệp mục tiêu là để xuất khẩu chủ yếu là bao gồm các ngành công nghiệp về à, chế biến các ngành công nghiệp về điện lực khai khoáng về cơ cấu thì giảm tỷ trọng ngành công nghiệp truyền thống tăng ngành công nghiệp hiện đại Hoạt động công nghiệp thì tập trung chủ yếu ở vùng đông bắc, rồi sau này là chuyển xuống vùng phía nam và ven Thái Bình Dương. Về nông nghiệp thì đứng đầu thế giới về giá trị sản lượng và xuất khẩu nông sản. À, về cơ cấu thì giảm tỷ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỷ trọng về dịch vụ nông nghiệp, hướng đa dạng hóa về nông sản, hình thức về trang trại. À, nền nông nghiệp hàng hóa à, được hình thành sớm và phát triển mạnh ở đất nước Hoa Kỳ. Về Hoa Kỳ thì có sự phân hóa lãnh thổ về nền kinh tế. Trong nông nghiệp thì có vùng phía đông, vùng trung tâm và vùng phía tây. Còn về công nghiệp thì có vùng đông bắc, vùng phía nam và vùng phía tây. Chúng ta cũng đến với đất nước thứ hai, đó là đất nước Nhật Bản. À, Nhật Bản thì là một quần đảo nằm ở Đông Á, bao gồm 4 cái đảo lớn. À, với hàng nghìn cái đảo nhỏ, à, có thủ đô của Nhật Bản là Tokyo. À, đặc điểm về tự nhiên ở đây là địa hình chủ yếu là núi trung bình, núi thấp, đồng bằng ít sông ngòi ngắn và dốc, khí hậu thì gió mùa mưa nhiều nhưng mà phân hóa, rồi là đất nước nghèo tài nguyên, à, nhất là tài nguyên về khoáng sản ở vùng này có nhiều thiên tai như là đồng đất, núi lửa, sóng thần, bão. Về dân cư Nhật Bản thì dân đông, tốc độ tăng dân số hàng năm thấp và tỷ lệ đang giảm dần, tỷ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn. Người ta hiểu đó là già hóa về dân số, dần đến là thiếu nguồn lao động trong tương lai và nảy nhiều vấn đề về xã hội. Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố lớn ven biển, người dân thì lao động rất là cần cù, chịu khó, trình độ dân trí cao, trình độ khoa học kỹ thuật rất là lớn. Và đây là một trong những cái động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Về tình phát triển kinh tế và các ngành kinh tế, thì từ năm 1950 đến năm 1973 nền kinh tế phát triển nhanh chóng, khôi phục sau chiến tranh và có sự phát triển thần kỳ, hiện tượng thần kỳ Nhật Bản Tình hình phát triển kinh tế sau 1973 thì tốc độ kinh tế giảm từ năm 73 đến năm 80 do ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng. À, từ năm 80 đến năm 90 tốc độ tăng khá lên nhờ những cái điều chỉnh tốt về chiến lược phát triển kinh tế phù hợp và đạt 5,3%. Từ năm 91 đến nay thì nền kinh tế phát triển khá là ổn định và nhìn chung thì sau năm 1973 mặc dù nền kinh tế Nhật Bản trải qua những bước thăng trầm nhưng Nhật Bản vẫn là một cường quốc về kinh tế trên thế giới. Về các ngành về công nghiệp thì vai trò là đứng thứ hai thế giới có đầy đủ các ngành công nghiệp kể cả những ngành nghèo tài nguyên. À, đặc điểm về công nghiệp ở đây là dựa vào ưu thế là đặc điểm về lao động, phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, các ngành mũi nhọn. Công nghiệp tạo ra một khối lượng hàng hóa vừa đảm bảo trang thiết bị về máy móc cần thiết cho các ngành kinh tế à, nhưng cũng cung cấp nhiều mặt hàng để xuất khẩu có giá trị cao. Phân bố tập trung chủ yếu đó là các vùng với đông nam của lãnh thổ về dịch vụ thì Nhật Bản là đứng thứ tư thế giới về thương mại à, đứng hàng đầu thế giới về nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI và vốn viện trợ ODA à, về hoạt động tài chính ngân hàng thì đứng hàng đầu thế giới giao thông vận tải thì đứng thứ ba thế giới về vận tải biển về nông nghiệp thì Nhật Bản là một nước có cơ cấu à, đa dạng rồi sản phẩm thì phong phú nền nông nghiệp thì hiện đại phát triển theo hướng thâm canh và hướng xuất khẩu vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội là thứ yếu. Và về vùng kinh tế thì là có bốn vùng kinh tế tương ứng với bốn cái đảo, trong đó cái đảo phát triển nhất đó là Hôn Su. Chúng ta cùng đến với đất nước Trung Quốc. À, Trung Quốc thì nằm ở phía đông của châu Á, lãnh thổ là kéo dài từ 20 độ Bắc đến 53 độ Bắc và từ 73 độ Đông tới 135 độ Đông, À, phía đông thì à, giáp với biển Hoàng Hải rồi Hoa Đông thông ra Thái Bình Dương à, thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế quốc tế phía Bắc Tây và phía Nam giáp với 14 quốc gia phần lớn địa hình là biên giới núi cao hoang mạc khó khăn trong giao lưu trong giao thông diện tích thì đứng thứ tư thế giới thiên nhiên thì rất đa dạng phân hóa theo lãnh thổ cho nên sản xuất cũng phân hóa theo lãnh thổ về điều kiện tự nhiên thì ở miền Tây miền tây trung quốc thì địa hình là đồi núi cao, các cao nguyên, các sơn nguyên, các bồn đìa hoang mạc, bán hoang mạc. Khí hậu ôn đới lục địa rất là khô hạn và khắc nghiệt, à, rồi ít có giá trị về hoạt động trồng trọt. Các sông ngòi thì ở đây là các sông lớn bắt nguồn à, là các sông Hoàng Hà, Trường Giang. À, tài nguyên ở đây thì có dầu mỏ, than, sắt có trữ lượng lớn, giàu tài nguyên về rừng. Ở miền đông thì địa hình đồng bằng rồng lớn như là Hoa Bắc. Rồi Đông Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam, khí hậu thì ôn đới gió mùa đến cần nhiệt gió mùa, cho nên vùng này đây là một cái vùng nông nghiệp về trù phú. Các sông lớn thì có các sông lớn như là Liêu Hà, Hoàng Hà, Trường Giang, à, sông thì dài, nhiều nước, bồi đắp phù sa màu mỡ cho phát triển nông nghiệp. Có tài nguyên khoáng sản đa dạng như là kim loại màu, dầu mỏ, than, sắt, đồng, vân vân. Về dân cư xã hội thì dân cư đây là đông nhất cả nước, chiếm 1 phần 5 dân số thế giới, có 56 dân tộc trong đó người Hán là chủ yếu, 90%. Chính sách dân số thì triệt đề, làm mất cân bằng về giới tính. À, dân cư Trung Quốc thì phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng. Về xã hội thì Trung Quốc là một nước có lịch sử lâu đời, văn hóa rất là đặc sắc. À, đất nước này cũng chú trọng phát triển về đầu tư giáo dục và có tới 90% dân số biết chữ. Người Trung Quốc thì có truyền thống lao động cần cù, có sự sáng tạo và nguồn nhân lực thì rất là dồi dào cho quy mô dân số rất đông. Ở đây có các công trình nổi tiếng và những cái phát minh vĩ đại có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế. Về khái quát nền kinh tế thì tốc độ tăng trưởng GDP là cao nhất của cả nước trung bình đạt khoảng 8% mỗi năm. Tổng GDP là đạt 1.649,3 tỷ USD năm 2004 xếp thứ bảy thế giới. À, về tình hình kinh tế thì à, ổn định xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện hơn. Về một số ngành kinh tế, trong công nghiệp thì chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường, rồi các nhà máy, xí nghiệp thì chủ động lập kế hoạch sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ, à, mở cửa và tăng cường trao đổi với thế giới, à, thu hút đầu tư nước ngoài, có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng. Về nông nghiệp thì giao quyền sử dụng đất cho nông dân xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn như là giao thông, thủy lợi, điền, nước. Rồi áp dụng về khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất, phổ biến các giống mới năng suất cao, miễn thuế cho nông nghiệp, khai thác cái tiềm năng về lao động và tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Về mối quan hệ Trung Quốc với Việt Nam thì đây là mối quan hệ lâu đời, được thể hiện thông qua 16 chữ vàng, là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai. Và kim ngạch về thương mại thì ngày càng tăng lên, các mặt hàng trao đổi thì ngày càng đa dạng hơn là thể hiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta cùng đến với khu vực Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á thì nằm ở Đông Nam của châu Á, hầu hết là giáp biển trừ Lào. À, cầu nối lục địa Á Âu, Australia, nối hai đại dương, Thái Bình Dương và Nội Dương qua eo biển Malacca. À, về điều kiện tự nhiên thì Đông Nam Á lục địa thì có núi cao hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng Bắc Nam là chính. Rồi là đồng bằng châu thổ và ven biển, đất phù sa màu mỡ. À khí hậu nhiệt đới gió mùa, phía bắc Myanmar và phía bắc Việt Nam thì có mùa đông lạnh. Ở đây có nhiều than đá, có nhiều dầu mỏ, sắt, thiết, vân vân. Về Đông Nam Á biển đảo thì có nhiều đồi núi và núi lửa, các cái đồng bằng lớn như là đồng bằng Sumatra, Kalimantan. À khí hậu nhiệt đới gió mùa và xích đảo mưa nhiều. Ở đây có một số khoáng sản như dầu mỏ, sắt, đồng, thiếc về dân cư xã hội thì dân cư ở đây đông 556,2 triệu người năm 2005 mật độ dân số cao 124 người trên km vuông à, tỷ suất tăng dân số tự nhiên đã giảm cơ cấu dân số nhìn chung là trẻ à, dân cư thì phân bố không đều chủ yếu tập trung ở các cái vùng đồng bằng ven biển các vùng đất đỏ cao nguyên à, đặc biệt là các nước ở Indonesia Malaysia à, đặc điểm về xã hội thì thành phần dân tộc tôn giáo đa dạng, à, nơi giao thoa của nền văn hóa tiếp nhận nhiều giá trị à, từ nền văn hóa văn minh của Trung Quốc, Ấn Độ, rồi là Nhật, Âu, Mỹ, vân vân. Về phong tục tập quán sinh hoạt thì à, có nhiều nét tương đồng với nhau. Về kinh tế thì cơ cấu kinh tế à, chuyển từ nền nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp và dịch vụ. À, về hoạt động nông nghiệp thì đây nổi bật là hoạt động về trồng lúa nước, rồi trồng cây công nghiệp lâu năm, hoạt động về chăn nuôi đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Về nội dung cuối cùng đó là về ASEAN thì bao gồm 10 thành viên, mục tiêu phát triển là thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục, tiến bộ xã hội của các thành viên. Xây dựng Đông Nam Á thành một cái khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế xã hội phát triển mạnh. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, các khối hoặc các tổ chức quốc tế khác. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình hữu nghị, ổn định và cùng phát triển. Cơ chế hoạt động của các nước Đông Nam Á thì thông qua các hội nghị, diễn đàn, các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, à, thông qua các cái ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên về các hiệp ứng chung, à, thông qua các dự án, các cái chương trình phát triển giữa các quốc gia. Về thành tựu thì thành tựu lớn nhất là 10 trên 11 quốc gia Đông Nam Á trở thành thành viên ASEAN. À, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá là cao, đời sống được ổn định hơn, cải thiện hơn. À, tạo được cái môi trường chính trị à, hòa bình ổn định trong khu vực về khó khăn thách thức thì à, trình độ phát triển giữa các nước là chưa có đồng đều tình trạng đói nghèo vẫn còn diễn ra ở một số nước phân hóa giữa các tầng lớp nhân dân có à, phân hóa giữa các vùng lãnh thổ trong cả nước hoặc là các nước với nhau à, các vấn đề về xã hội ô nhiễm môi trường vấn đề về tôn giáo dân tộc bạo loạn khủng bố là những cái à, vấn đề cần được lưu ý quan tâm ở khu vực này về sự tham gia của Việt Nam thì về kinh tế thì uh, giao dịch thương mại của Việt Nam trong khối đạt 30% tham gia hầu hết các, các hoạt động của ASEAN vị trí của Việt Nam thì ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế cơ hội thì chúng ta xuất khẩu được nhiều hàng hóa có thị trường rộng lớn hơn nhưng khó khăn chúng ta phải cạnh tranh với nhiều nước có nền kinh tế phát triển uh, như là Singapore như là Malaysia và đặc biệt là Thái Lan uh, về giải pháp chúng ta phải đón đầu đầu tư áp dụng các công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh tốt hơn và mang đặc trưng của Việt Nam hơn. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong một số quốc gia và khu vực của chương trình địa lý lớp 11 và bây giờ chúng ta cùng đến với một số bài tập rèn luyện. À, điểm khác cơ bản về địa hình Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á biển đảo là gì? À, đó chính là có nhiều núi lửa đang hoạt động. À, lúa gạo được trồng nhiều ở à, các đồng bằng phù sa châu thổ. Rồi nơi có đất đai màu mỡ à, đủ nước tưới là bản A. Câu 3. Nguyên nhân chính khiến Nhật Bản phải đẩy mạnh thâm canh trong nông nghiệp. À, đáp án B. Do diện tích đất nông nghiệp ít. Câu 4. Giai đoạn kinh tế Nhật Bản khôi phục ngang mức trước chiến tranh và phát triển với tốc độ cao. Đó là giai đoạn năm 1955-1973. Thời kỳ này ta gọi là thời kỳ thần kỳ Nhật Bản. Câu số 5. À, dạng địa hình của miền Đông Trung Quốc chủ yếu À, đó chính là các đồng bằng rộng lớn, đáp án B. Câu 6, vùng trồng điểm lúa ở Trung Quốc được phân bố chủ yếu à đó là đồng bằng Hoa Trung, đồng bằng Hoa Nam, đáp án C. Câu 7, à, đặc điểm chủ yếu của dân cư Hoa Kỳ, à đó chính là dân cư đông, tăng nhanh, thành phần phức tạp và phân bố không đều, đáp án D. Câu 8, nền kinh tế Hoa Kỳ có vị trí cao trên thế giới chủ yếu là do À đó là đội ngũ lao động đông, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đáp bạn A. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của hai vùng được mệnh danh là khúc đường miền Trung, đó là Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Và chúng ta cùng tìm hiểu được về các đặc điểm cơ bản à, trong phát triển kinh tế của các quốc gia, các khu vực trong chương trình địa lý lớp 11. À, các em lưu ý các nội dung cơ bản của bài học, tăng cường rèn luyện thêm các bài tập về Atlas Địa lý Việt Nam. À, thân mến, chào tất cả các em để có được thành công như hôm nay tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường đại học quốc tế sài gòn siu đào tạo đa dạng đa lĩnh vực siu mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa chúng tôi đã được truyền cảm hứng tiếp thêm sự tự tin chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. À, trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ trường đọc Quốc tế Sài Gòn và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay trải qua nhiều công việc khác nhau thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của trường đại học quốc tế sài gòn đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học